Hello, xin chào các bạn. Nghe thầy giải cục Rubik rất là khó ha. Kêu là Ethernet Fusion Block. Thì cục này gần như là cục nền tảng để người ta thiết kế ra thêm những cục khác như là Twist Long Lock rồi Pendulum. Pendulum thì bên đây nó thoáng ha. Cái này nó chặn hết bên đây, chạy được như đây. Coi như là CR với U là chủ lực, còn nếu muốn CL với đi ha, hoặc đi phẩy không, xen lại. Đây. Đầu tiên vô á, trình tự là mình làm góc cho nó đúng vị trí. Rồi sau đó mình không có giải cục này giải rất là nặng tay, mình sẽ làm công thức cho các bạn xem và mình trình bày đầy đủ, bạn sẽ tự làm. Đây. Nó có công thức á, để đổi hai góc này. Đổi qua. Đổi qua. Trên đây không có đổi gì hết, ở dưới im hết, không? Nó có 3 cycle góc. Gồm có cái này. Này. Gì đây? Đây, đây, đây. Nó làm cho cục Rubik mình á, cái viên này nó có thể chạy qua đây. Rồi nó chạy xuống đây. Rồi nó chạy qua đây, chạy qua đây. Đồng thời nó đổi được. Thí dụ bạn làm 3 cycle á, các bạn làm viên này thì dễ không? Viên này dễ. Ok không? Thì đưa lên đây. Đây, mặt này tự do. Đưa lên đây, đưa này lên. Còn bên đây á, góc này thì đưa lên đây, dễ. U2 đưa qua đây. Ok không? Rồi mình làm góc được xong mình bỏ xuống như này, này. Để bên đây làm. Để bên đây làm. Tất cả các key cycle mình đều để sẵn cho các bạn làm. Nó cũng dễ dàng. Này. Do đó cái viên này có thể chạy đây. Chạy đây, chạy đây, chạy xuống đây. Đây. Đổi hai cái này được. Thí dụ qua các bạn làm 3 cycle không? Làm viên này xong rồi. Viên này xong rồi. Thì còn lại hai cái key cycle 1 2 3. 1 2 3 thì các bạn nạp hai viên này vô trước. Thì nó còn lại 3 cycle này. Hai viên này nạp á thì có thể nó đảo qua. Đảo qua cái mình đảo lại. Công thức đảo nó cũng rất là dễ dàng, mình ghi với phần mô tả ha. Mình không có làm những công thức này. Chút xíu mình sẽ xây cho bạn một cái công thức để các bạn nhìn nhận vấn đề thôi, chứ còn thật sự cũng không có cần làm gấp hơn. 3 cycle đi rất là rõ ràng. Rồi. Ok. Thì cái cục này nó khó cái khâu là chúng ta xây góc các bạn. Góc xây rất là khó. Tại vì bên đây nó bị chặn cái L này, là mình nó có đảo lên được. Mình dùng công thức bi hay bi phẩy ha, thì nó sẽ xây 3 góc này. Hai góc này thì dễ xây rồi ha, đưa lên giống như là mình nãy mình diễn tả cái vụ mà làm đúng vị trí nó đó. Mình đưa lên mình xây mình trả về thôi. Cạnh làm sao mà đâu có lo gì đâu. Mình xây 3 góc này. Các bạn dùng công thức bi hay bi phẩy cũng được. Nhưng mà công thức bi phẩy nó ngược. Nên nhiều khi các bạn làm rối, thì nên mình để bi phẩy lúc đầu, các bạn làm tâm tư cho nó ổn định không. U2 R U2 R phẩy D phẩy U2 L phẩy U2 L D U2 R phẩy, làm lần nữa không. Rồi U2 R2 U2 R2 U2 R U2 R phẩy 3 lần ha. Các bạn chọc một nhịp thôi nó sẽ hư không. R2 U2 R U2 R phẩy. Rồi, tiếp cái nữa. R phẩy D phẩy U2 L phẩy U2 L D U2 R U2 L phẩy. Là một tô nữa ha. D phẩy. R U2 L phẩy. U2 R U2 R phẩy D phẩy U2 L phẩy U2 L D U2 R U2 L phẩy. U2 R2 U2 R2 U2 R U2 L phẩy.
R2 U2 RU2 R' OK hả? Dạ. Bạn nhìn không? Nó sẽ xoay góc này. Trắng không? Xanh đỏ. Trắng xanh cam. Dưới góc vàng xanh xanh lá đỏ. Xoay ba góc này. À, trong trường hợp các bạn mới đầu vô các bạn xoay, các bạn đã xoay ba góc này. Hai góc này. Dưới góc này. À, các bạn có thể xoay hai góc này, dưới góc này, đảo này. U2 không? Xoay hai góc sau. Dưới góc này. Tùy không, mình thấy cái trường hợp là mình bố trí mình xây được thì thường thường mình xây góc gạt trước ha. Ở trên đây mình thấy sao, nhìn cái này là mình có ba xe cồ này đảo hai cái góc này được, đồng thời hãy đổi góc sau được, thì mình phải bố trí mình xây từ từ ha. Cái này là xây ba góc ha, cái không xây được ba góc ha. Nếu có cái gì thì công thức nó nhẹ chút xíu mình để mình xây vô ha. Có thể mình đổi vị trí mình xây ha. Chút xíu mình sẽ đổi đây. Bây giờ mình kẹt quá, nó còn hai góc thì sao? À, mình lúc đầu mình vô mình có thể xây góc trước không được, một số góc nào thuận mình xây hai góc này nè, ok không? Đây, bây giờ mình xây hai góc này hoặc là hai góc này, tùy theo cái công thức mình ghi dưới không? Đây, bây giờ mình thay góc này không? Mình xây, đây là xây thuận cái đồng hồ từ mặt vàng đi thuận, cái mình xin ngược lại một cái thì trên đây nó còn hai góc, ok không? R2 U2 này R phải R phải nha, tùy theo hai góc này mình xây R U2 R2 vàng này vẫn bình thường ha. Rồi thì mình để ý nè, không cái góc này nè, trắng đỏ xanh từ bên đây mình sẽ nhảy qua bên đây ha. Rồi trắng thì nghĩa là cái viên này nè, viên trắng xanh cam này nó nằm bên đây qua đây thì nó sẽ không đụng cái chuyện xây nữa, nó sẽ nằm giữ nguyên. Còn góc này mình xây một cái nó sẽ quay ngược lại nó vô, còn góc này nó xây ngược cái nó xây lại, thành ra xây hai góc này, hai góc xé này nè, ok không? Rồi công thức B ha, R U2 R phẩy U2 R2 R U2 R phẩy U2 R2 U2 R2 U2 R U2 R phẩy U2 D phẩy L phẩy U2 L U2 D làm hai lần ha. R U2 R phẩy U2 D phẩy D R U2 R phẩy U2 R U2 R phẩy R U2 R phẩy U2 D phẩy L phẩy U2 L U2 D hai lần không? D R U2 R phẩy U2 R U2 R phẩy U2 R2 R U2 R phẩy U2 R U2 R phẩy U2 R U2 R phẩy U2 R2 U2 R2 U2 R U2 R phẩy U2 D phẩy L phẩy U2 L U2 D R U2 R phẩy U2 D phẩy L phẩy U2 L U2 D R U2 R phẩy U2 OK, góc này xây vô OK không? Rồi mình trả công thức lại R2 U2 R phẩy U2 R2
kìa hả, xây hai góc này. À, nếu trong thức mình xây R phẩy thì xây hai góc này, kìa không? Còn nếu mình muốn xây hai góc này thì mình xây sao? Không, mình xây hai góc này. Ha. Ví dụ mình muốn xây hai góc này, đây, R, xây hai góc này, thành ra xây hai góc chéo. Ha. Còn vô hai góc này mình muốn xây, thì mình đưa này, R phẩy, xây hai góc chéo, kìa không? À, thì công thức nó trên đây, những mặt này nó R này nó thuận lợi, thành ra mình xây được hai góc xéo này, đồng thời mình xây được hai cái góc kế bên luôn. Đây là R, R phẩy, hai góc kế bên này ha, mình muốn xây góc này với góc này ha. Ha. Thì mình làm công thức xây hai góc này, đưa lên đây thành hai góc này, ok ha. Rồi có thể các bạn xây những góc trên đây được, tùy theo cái chiều thuận nghịch này, mình xây ngược qua, ngược qua tùy cái vị trí ha, và mình làm từ từ. Rồi ok ha. Chút nữa ta tiếp tục. Ok, chúng ta làm viên cạnh thì cạnh nó dễ các bạn, nó có gì đặc biệt không, nhưng mà hơn là cũng tìm được công thức chứ mấy không biết sao lật. Thì cũng để như vậy, mình lật hai cạnh này, cạnh này U L V F R R U 2 A đỡ phẩy U 2 D phẩy L phẩy U 2 L U 2 D, làm 5 lần vậy không. Khi bạn làm á thì khi cắt góc nó về hết vị trí là được, nhiều khi đếm không được ha, nhiều khi nó quên. R U2 R phải U2 đi 3 lần rồi đó. Đi R U2 R phải U2 đi phải L phải U2 L U2, ok. Đi là khi kinh cạnh này với cạnh bên này, ok. Đây à, về đó là lật cạnh hai cạnh này. Còn đổi thì ba góc này, đổi thì ba cạnh này hoặc ba cạnh này, tùy vị trí mình xây R rồi phẩy thôi. Nhưng mà không cần ha. Này đẩy lên cũng dễ, nói chung là những viên này nó đảo rất là dễ các bạn, đảo ha. Đây đảo qua R2 U R2 U ba lần đảo qua. Còn đây đây đổi được, tất cả đều đổi được hết, chỗ này cũng được, đưa lên đưa xuống ha. Thì cái công thức đổi ba cạnh này á là R2 U2 5 lần, R2 U2 R phẩy U2 R 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 U2 R phẩy U2, ok. Đổi này trắng xanh từ đây qua bên đây, trắng đỏ xuống đây, rồi xanh đỏ qua bên này, ok không? Cục rất là khó, nói chung là do cái đường xây nó hẹp quá thì mình cũng công thức mình cũng cố gắng mình giảm rồi. Cục này nếu mà so sánh thì có thể là một cục gọi là đặc thù trong cái quýt, sau này người ta dựa trên thiết kế này người ta làm giảm nó đi, làm thành pendulum hoặc là TV slot số cục ha, đơn giản đi. Này phức tạp quá, nguyên cục phu này không quen lời được, muốn quen lời phải qua đây, nãy mình nói rồi ha. Đây làm góc trước, định vị trí góc, xoay góc cạnh, ok. Rồi cảm ơn các bạn đã xem, chúc thành công, bye bye.